Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Chúc các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Các bạn hãy nhấn subscribe, đăng ký kênh theo dõi để ủng hộ cho admin nha các bạn. Và không để các bạn phải chờ lâu nữa, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất trong ngày. Rận gáy, cảnh xe lăn của người đã khuất tự di chuyển ở bệnh viện gây hoang mang. Nhân viên bệnh viện Ban Kham Yong sững sờ khi xem camera an ninh ghi lại cảnh chiếc xe lăn của người đã khuất tự di chuyển. Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ một đoạn clip ghi lại cảnh chiếc xe lăn tự di chuyển khi không có người lái gây xôn xao. Họ tin rằng chiếc xe lăn được điều khiển bởi linh hồn của người chủ sở hữu sau khi ông qua đời tại bệnh viện Ban Kham Yong của tỉnh Udon Thani, miền Bắc Thái Lan. Clip trích từ camera quan sát tối ngày 23 tháng 5 cho thấy chiếc xe lăn từ từ di chuyển khỏi góc gần cầu thang, tiến về phía trước một đoạn đường dốc mà không ai đẩy nó. Sau đó, chiếc xe lăn tự lùi ngược lại trước khi dần gần điểm xuất phát. Một số nhân viên bệnh viện cho rằng linh hồn của người đã khuất điều khiển chiếc xe lăn này. Nhân viên bệnh viện hoang mang lo lắng khi thấy chiếc xe lăn rời khỏi vị trí ban đầu vào sáng hôm sau. Thanasat Bagdinan, giám đốc của bệnh viện Ban Kham Yong xác nhận rằng đó là chiếc xe lăn thủ công nên không ai có thể điều khiển từ xa được nó. Ông nói, đó là một đêm có gió thổi nhiều và chúng tôi tin rằng chiếc xe lăn có thể đã bị gió thổi đi xung quanh. Thanasat Bagdinan cho biết gia đình của người qua đời tại bệnh viện này đã tặng xe lăn cho họ. Dù gió có thể thổi vào xe lăn, chúng tôi đang lên kế hoạch tổ chức một sự kiện Phật giáo linh thiêng, cầu nguyện và tôn trọng linh hồn của chủ cũ của nó để đảm bảo an toàn. Giám đốc bệnh viện Ban Kham Yong chia sẻ thêm, vừa đưa con trai mới sinh vào nhà, mắt mèo cưng đột nhiên biến đỏ lao nhanh về con trai. Mèo cưng bất ngờ có tấn công con trai vừa sinh khiến người chủ vô cùng tức giận. Lấy dao đâm giữa đầu nó, nhưng đâu ngờ sự thật bên trong thì lại khác. Thành và Lan là đôi bạn học chung với nhau từ khi còn nhỏ. Hai gia đình lại là hàng xóm của nhau từ lâu, nên tình cảm giữa Thành và Lan phát triển vô cùng tốt đẹp và được cả hai bên ủng hộ. Lớn lên sau khi tốt nghiệp đại học và đi làm được hơn một năm, hai người đã quyết định tiến tới hôn nhân. Cưới nhau được hơn một năm thì Lan có tin mừng. Sau 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, vợ chồng Thành và Lan cũng có một cậu con trai kháu khỉnh đáng yêu. Vào ngày đưa cậu con trai bé nhỏ về nhà, chú mèo cưng của hai vợ chồng bỗng nhiên như phát dại, hai mắt đỏ quạch như màu máu, liên tục gào thét và chạy thật nhanh về phía em bé nhỏ để cào cấu. Quá bất ngờ và sợ hãi, Thành liên tục dùng tay che cho vợ và con. Nhanh tay đóng cửa ra ngoài rồi để người nhà ngay lập tức đưa hai mẹ con đến bệnh viện kiểm tra, còn Thành ở lại nhà để xử lý con mèo phản chủ. Quá bực mình trước hành động đột ngột của chú mèo cưng luôn ngoan ngoãn, Thành dùng dây trói chú mèo lại rồi lấy dao đâm một nhát chí mạng vào đầu con mèo. Tao thương mày như thế, sao mày lại phản tao? Con trai tao mà có mệnh hệ gì thì một mạng của mày cũng không đền được đâu. Nhìn con mèo cưng rên rỉ máu me đầy đầu, Thành cũng thấy đau xót. Nhưng nghĩ về những gì nó làm với con trai mình, Thành lại tức giận. Ai ngờ vài phút sau, người nhà gọi về và báo. Thằng Lâm nó bị nhiễm trùng máu nên bác sĩ bảo phải nhập viện. Mà bác sĩ bảo cũng may có mấy vết xước nhỏ trên da nên mới phát hiện ra sớm như vậy. Chậm vài tiếng nữa thì chắc thằng bé không sống nổi nữa đâu. Con chuẩn bị đồ đạc các thứ mang ngay vào viện nhé. Nghe xong tin, Thành như chết lặng nhìn xác chú mèo bé nhỏ, quanh thân toàn là máu, Thành chỉ biết vừa khóc vừa ôm lấy nó. Tao xin lỗi, đáng lẽ tao phải bình tĩnh và suy nghĩ càng chín chắn hơn. Thì ra, chú mèo cưng đã cảm nhận được cậu chủ nhỏ của mình đang mắc một loại bệnh nguy hiểm nào đó, nên mới có hành động kỳ lạ như vậy. Câu chuyện đau lòng này đã xảy ra được hơn một năm, xác chú mèo cũng đã được gia đình người chủ mang đi chôn cất ở nghĩa trang chó mèo. Dù đã một thời gian khá dài trôi qua, nhưng vợ chồng Thành, đặc biệt là bản thân Thành, luôn thấy day dứt khi đã giết chết ân nhân cứu mạng con mình. Có câu, không có lửa làm sao có khói, mọi việc xảy ra trên đời đều có nguyên nhân của nó. Chính bởi vậy, con người cần suy xét thật kỹ càng, tìm hiểu rõ nguyên nhân thực sự đằng sau, rồi mới đưa ra những quyết định cuối cùng. Đừng vội vàng nhận định hay phán xét, để rồi đến lúc nhận ra những điều đó là sai thì hối cũng không kịp, muốn sửa lại lỗi lầm cũng không thể được.